Rồi, hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi chiều tràn đầy năng lượng, tràn đầy những hạnh phúc, sự may mắn, thành công lợi lạc đến với các anh chị và gia đình các anh chị nha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã cùng với Lý tiếp tục cái cuộc hành trình và thực hành lòng biết ơn để biến cuộc sống mình tràn ngập phép màu về tài chính, sức khỏe và mối quan hệ. Vâng, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Và hôm nay chúng ta sẽ thực hành tới cái chương là ngày 7 thoát khỏi cánh cửa tiêu cực ha. Thì cái chương ngày hôm nay của chúng ta, nếu mà anh chị thực hành được thì chúng ta có thể là từ nay trở về sau luôn, mình sẽ biết cách chuyển hóa. Có thể là trong ngày thì mình tập trung vào những cái điều không đúng, đôi khi là mình không có nhớ lòng biết ơn á, thì mình lại không tập trung vào những cái điều, mình tập trung vào những cái điều không tích cực, mình lại phàn nàn. Đôi khi mình cứ nghĩ là mình mong muốn tốt cho người ta, nhưng mà mình thường hay tập trung vào những điều chưa đúng, là mình nghĩ là mình mong muốn tốt cho người khác, đó là chưa có đúng. Rồi, hello, xin chào các anh chị đến với live stream của Lý ngày hôm nay. Xin chào Kim Liên, xin chào Xuân Tiền, xin chào Ngọc Anh, xin chào Võ Gắm. Rồi, cảm ơn các bạn đã vào live stream của Lý ngày hôm nay. Chúc các anh chị buổi chiều tràn đầy năng lượng nha, ngập những thành công, hạnh phúc, may mắn và giàu có. Rồi, và hôm nay thì chúng ta đang tiếp tục cái chương thoát khỏi cánh cửa sự tiêu cực. Và tác giả có chia sẻ là khi mà mình phàn nàn, mình chỉ trích vào những cái điều mà nó không tích cực trong một thời gian dài á, thì mình sẽ có cái dấu hiệu nó xảy ra, nó sẽ cho mình thấy là mình chưa có cái đủ cái lòng biết ơn, mình chưa đủ lòng biết ơn. Ví dụ như mối quan hệ mình đang trong tình trạng không tốt đẹp, mình có áp lực về tài chính, và tài chính mình nó không thuận lợi, nó không lưu thông, hay là cái sức khỏe của mình nó không tốt, là cái công việc của mình cũng trở nên không thuận lợi luôn, và có rất nhiều tình huống nó không tích cực. Và những cái điều này nó đến là nó báo hiệu cho mình rằng là mình đã thiếu đi cái lòng biết ơn trong một thời gian dài. Và đôi khi là mình không có để ý, mình không có để ý là mình bị cuốn theo những cái thứ mà không tích cực luôn. Nên là mình quan sát cuộc sống của mình ở bên ngoài á, thì mình sẽ thấy được cái nội tâm ở bên trong của mình. Và luật hấp dẫn nó hay lắm anh chị, cái gì giống nhau thì nó sẽ hút nhau. Khi mình tập trung vào những cái điều tốt đẹp thì nó sẽ thể hiện ra bên ngoài luôn. Nên là nếu bên trong của mình đang vui vẻ, đang hạnh phúc, tích đủ đầy, thì mình luôn tập trung vào biết ơn, yêu thương, thì nó sẽ thể hiện ra bên ngoài luôn. Và đó là khi mà mình rất vui vẻ, rất hạnh phúc, thì mình sẽ thu hút rất nhiều những cái điều tích cực, những điều tốt đẹp đến với mình. Và nếu như bên ngoài của mình mà nó không, bên ngoài của mình mà thấy là đang gặp rất là nhiều cái sự kiện, cái tình huống con người không tích cực, không tốt đẹp, thì ngay lập tức mình hãy nhìn lại bên trong của mình. Thì chắc chắn một thời gian dài là mình đang tập trung vào những cái điều không tích cực, không có hay. Chẳng hạn như là mình hay phàn nàn, hay nói về điều gì đó mà mình cảm thấy nó không hài lòng. Thì có nhiều người nói kiểu như là cả thế giới này đang như là mắc nợ họ, ai làm gì họ cũng không hài lòng hết, mà họ không có biết người làm gì, người ta làm gì mình cũng không hài lòng. Mình cũng nói là giống như là lý chứng kiến rất là nhiều anh chị như vậy. Mặc dù hàng ngày á, cũng biết lòng biết ơn, là sáng biết, tối biết, nhưng mà cứ biết thôi, cứ biết lòng biết ơn và cứ nghĩ là phép màu sẽ xảy ra, mà họ không biết lòng biết ơn, không có biến lòng biết ơn trở thành cái lối sống. Và trong cái cuộc sống hàng ngày mà họ chỉ ghi lòng biết ơn với cái kiểu ghi cho có hình thức, thì mình nghĩ là nó tốt thì mình cứ ghi, nhưng mà trong cuộc sống của mình thì cái gì nó cũng không hài lòng, nó cái gì nó cũng không vừa mắt mình hết. Và cái điều đó nó thể hiện qua cái sức khỏe nữa anh chị. Sức khỏe tự nhiên nó cũng không tốt. Có một số người cho rằng là do thời tiết, lúc này nó có một cái cơn mưa rào, hay là cơn gió lạ đi qua, hay là thời tiết này mà mình ăn chơi nhảy múa thì nó không có khỏe. Cũng không phải ha các anh chị, mà cái sức khỏe của mình nó đến từ nhiều cái yếu tố. Mình phải nuôi dưỡng tâm trí của mình trong một thời gian dài, là những cái điều tích cực tốt đẹp.
Còn nếu mà mình nuôi dưỡng bên trong tâm trí của mình đó là những cái điều không tích cực, không tốt đẹp thì nó cũng biểu hiện ra bên ngoài, ra bên cái sức khỏe của mình luôn. Và mình nuôi dưỡng cơ thể bằng những cái thực phẩm tốt, mình cần phải nuôi dưỡng cái tâm trí của mình bằng những cái điều tốt đẹp. Và khi bên trong tâm trí của mình á nó có cái điều tốt đẹp, cái điều gì không tốt đẹp thì nó sẽ không có vui, hoặc là nó bị mâu thuẫn, thì các anh chị thấy rằng là mình biểu lộ ra ngay cái sức khỏe của mình luôn. Ví dụ như anh chị thấy mà nếu mà anh chị hỏi một ai ngoài kia là sao hôm nay mà thấy anh chị không được khỏe vậy, thì người ta hay nói rằng như này, để che giấu đi thì người ta bảo là thời tiết nó thay đổi đó mà. Thời tiết thay đổi thường thời tiết, nhưng mà không phải thời tiết đâu ạ. À, không phải thời tiết mà do bên trong họ có những cái điều gì mà họ không có biết xử lý, hoặc là họ chưa có xử lý được, hoặc có cái điều gì đó là chưa có tích cực, nên là cuộc sống của họ nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Đó là cái sức khỏe. Và tác giả có chia sẻ rằng lòng biết ơn á luôn mang lại sự gia tăng kỳ diệu trong sức sống. Và tương tự, việc mà xem mọi thứ là hiển nhiên cũng luôn dẫn đến cái sự sa sút trong cuộc sống. Bạn có biết sức khỏe của bạn đang khỏe mạnh hay không? Bạn có biết ơn sức khỏe của bạn đang khỏe mạnh hay không? Hay bạn chỉ để ý đó khi là nó bị thương hoặc nó đang bị bệnh? Bạn có biết ơn công việc hàng ngày của bạn không? Hay là bạn chỉ quý trọng nó khi nghe công ty là sắp cắt giảm nhân sự? Bạn có biết ơn mỗi khi bạn có tiền lương hay không? Hay là đó là một cái điều hiển nhiên? Và bạn có biết ơn người thân của bạn khi mọi chuyện vẫn ổn thỏa không? Hay bạn chỉ nói chuyện với họ khi họ có vấn đề xảy ra? Bạn có biết ơn khi chiếc xe của bạn đang hoạt động tốt không? Hay bạn chỉ nghĩ đến chiếc xe mình mỗi khi nó bị hỏng thôi? Thì tác giả có nó hỏi những câu như vậy. Mà mình và trong cuộc sống của chúng ta thì thường xem mọi thứ là hiển nhiên. Ví dụ nhiều người xem cơ thể mình chẳng hạn, hầu như là ít người biết nói lời biết ơn đối với cái sức khỏe, đối với cái cơ thể của mình. Mình cứ coi đó là điều hiển nhiên và mình không có biết ơn, không có lòng biết ơn. Mình cứ tối ngày mình tập trung vào những điều không tích cực thì tất nhiên là cái mối quan hệ nó không hòa hợp với chính mình luôn, và cả mối quan hệ xung quanh luôn, và nhất nhất là những cái mối quan hệ người thân của mình á, họ yêu thương mình, họ quan tâm, họ chăm sóc mình xem đó là điều hiển nhiên. Và mình cũng có hai cái trạng thái, một là mình lựa chọn cái trạng thái yêu thương biết ơn, hai là mình tập trung vào những điều tốt đẹp á. Còn hai là khi mà mình rơi vào cái trạng thái mà không tích cực, khi mà mình rơi vào cái trạng thái không tích cực thì nó có hai mặt vậy, nên là mình tập trung vào cái mặt không tích cực thì nó sẽ thì mình không thể thấy được cái mặt tích cực, đúng không ạ? À, và đó là cái sự lựa chọn. Và trong một ngày thì mình dành thời gian cho công việc, gia đình, nhưng mọi thứ đó mình cứ coi đó là cái điều hiển nhiên, mình cũng không biết ơn luôn. Vậy thì mình sẽ rơi vào cái trạng thái thứ hai là mình sẽ tập trung vào cái mặt còn lại, và khi mình tập trung cái gì thì cái đó mở rộng. Và luật hấp dẫn có cái câu là có bên trong thì nó có bên ngoài. Mọi sự vật sự việc sẽ diễn ra hai lần, một lần là trong đầu và một lần là ra bên ngoài. Nên để mình có thể thu hút được cái điều tích cực, những cái sự kiện may mắn mong muốn đến cuộc đời của mình, thì mình phải luôn luôn giữ cho mình, giữ ở bên trong mình những cái suy nghĩ và cái cảm xúc tốt đẹp. Và cái cảm xúc mạnh mẽ nhất đó là cái tình yêu thương và lòng biết ơn. Và khi các anh chị có lòng biết ơn thì tình yêu nó sẽ sinh ra. Vậy là vũ trụ mang rất là nhiều người, mang rất là nhiều những cái người thân xung quanh mình và những cái con người đó để mình yêu thương, để mình nuôi dưỡng cái lòng biết ơn và tình yêu thương bên trong của mình. Khi mình nói là mình biết ơn thì phải có một cái đối tượng nào đó để mình biết ơn, đúng không ạ? À, chứ không thể nào mà mình nói rằng là tôi biết ơn, tôi biết ơn không. Tôi biết ơn thì mình phải biết ơn cái gì và mình biết ơn cái đối tượng nào, đúng không ạ? À, nên vũ trụ đã mang rất là nhiều cái con người xung quanh mình đến để mình yêu thương, để mình biết ơn đó các anh chị, để thực hiện được mọi cái điều mà anh chị mong muốn. Nhưng dường như á, các anh chị không hiểu nên là chúng ta thường làm ngược lại. Và trước đây thì Lý cũng y chang như vậy. Mình đã hỏi những người xung quanh mình á, là
làm cho những người xung quanh mình cái gì mình nhìn mình cũng không vừa ý, không vừa lòng. Rồi mình cứ nói là mình nghĩ mình sẽ có những cái điều mà mình muốn. Nhưng các anh chị có thấy đó là cái chiến lược này nó không có hiệu quả. Và mình cứ là than phiền, mình chê bai thì mình càng đẩy họ ra xa mình hơn, đúng không ạ? Càng khiến cho mối quan hệ mình mất kết nối luôn. Các anh chị nào giống như Lý trước đây không ạ? Mình dùng cái chiến lược là này rất là nhiều năm, mà thậm chí là mấy chục năm nay. Nhưng mà mình thấy là càng nói thì mình càng thấy là mình không đúng. Thấy cuộc sống của mình nó có đi lên không, mà nó đi theo chiều hướng ngược lại. Mình cứ nghĩ đâu là mình, cái đâu mình nhìn đâu, mình nghĩ đâu cũng thấy là nó không có hài lòng. Thì mình cứ nói để họ sửa, nhưng chẳng thấy ai sửa. Mà mình thấy mình càng ngày càng không đúng, không đúng với ý mình nữa. Và mình nghĩ sao? Nhưng sự thật là mình làm á không có đúng với cái luật của vũ trụ, thì mình không có thể mình thay đổi được ai hết, mình chỉ có thể thay đổi chính mình thôi. Và từ khi Lý biết đến câu lạc bộ mới, Lý mới hiểu sâu sắc hơn, thấm hơn các anh chị, thì mình mới bắt đầu chịu thay đổi. Trước trước thì mình nghe qua trên mạng nói là mình không hiểu, nên là mình cũng không có áp dụng. Nên giờ là mình thấm, là mình hiểu là mình không thể thay đổi được bên ngoài, mình cũng không có thể thay đổi được ai. Cái duy nhất là mình có thể thay đổi được, đó là chính mình. Khi mà chính mình thay đổi thì mọi thứ xung quanh của mình sẽ thay đổi. Khi các anh chị sống đúng theo cái quy luật của vũ trụ của mình, sống đúng theo cái quy luật của vũ trụ á, thì cuộc sống của mình á, nó sẽ nhẹ nhàng, dễ dàng. Và khi ngày xưa mình không có hiểu cái quy luật của vũ trụ thì mình sống dựa vào mọi cái thứ bên ngoài, mình cứ bắt cái này thay đổi, cái kia thay đổi, mà mình chẳng có thay đổi. Mà khi mà mình hiểu được cái quy luật của vũ trụ, mình hiểu được rằng cái gì nó có bên trong thì nó mới có bên ngoài. Nên khi bên trong mình thay đổi thì bên ngoài mọi thứ đều thay đổi. Và khi bên trong của mình thay đổi thì luật hấp dẫn sẽ thu hút những cái thứ mà giống như bên trong của mình luôn. Bây giờ mà mình không muốn thu hút, hay là những cái điều không tốt đẹp đến với cuộc đời mình nữa, thì mình cần phải làm gì? Các anh chị đã biết chưa? Các anh chị đã biết rồi đúng không ạ? Không phải là mình nhìn ra bên ngoài, không phải là mình nhìn ra bên ngoài mà mình bảo người này người kia phải thay đổi, hay là mình bảo là cái thị trường thay đổi, hay là vợ chồng mình, hay là sếp của mình, hay là nhân viên của mình, nói chung là cả thế giới phải thay đổi trừ mình. Nên khi là cứ nhìn ra bên ngoài thì mình sẽ không có vui, không có hạnh phúc luôn. Khi mình nhìn cuộc sống bên ngoài của mình á, nó có những điều chưa tốt, từ tài chính, mối quan hệ, sức khỏe, thì mình không phải nhìn vào bên ngoài mà mình quay vào bên trong của mình đang tập trung vào cái điều gì, có phải thiếu vắng đi cái tình yêu thương và lòng biết ơn không ạ? À? Và ngày hôm nay Lý cũng chia sẻ với các anh chị nhà mình cái cách để chúng ta thoát khỏi cái cảm xúc, cái trạng thái không tích cực đó. Và tác giả cũng có chia sẻ, nếu bạn phàn nàn về thời tiết, về giao thông, sếp của bạn, hay là bạn đời, gia đình, bạn bè, hoặc là phàn nàn khi phải xếp hàng trả hóa đơn, phàn nàn về kinh tế, hay là về chi phí nào đó, hay là về dịch vụ công ty, thì khi ấy là bạn không biết ơn. Và những mỗi lời phàn nàn ấy, bạn đang đẩy ước mơ của bạn ra xa mình hơn. Nên Lý chia sẻ với các anh chị rằng Lý cũng thực hành mỗi ngày cùng với câu lạc bộ, nhưng thi thoảng vẫn không có nhớ, anh chị vẫn không có nhớ. Mình không làm chủ được tâm trí của mình, thi thoảng mình quay lại cái con người cũ, là mình lại tập trung vào những cái điều không tích cực á. Nhưng được cái là giờ là Lý nhận biết rất là nhanh. Và đôi khi là mình cũng để tâm trí của mình nó đi chơi vài ngày, là mình nhận thấy mình ngay là xung quanh mình có những cái tình huống nó lạ, là mình cảm thấy là mình nhìn lại, mình tự hỏi bên trong tôi đang có cái điều gì đây, tôi đang mong muốn điều gì. Khi mà mình hỏi như vậy thì bắt đầu ý thức mình á
là mình ý thức mình là mình nhìn lại là mình biết, nên là mình cần phải huấn luyện và mình bảo với cái tâm trí của mình mỗi ngày đó, mình phải canh gác cái cảm xúc của mình mỗi ngày. Nên từ ngày mà mình, Lý tham gia câu lạc bộ là Lý đã biết rất là bảo vệ cái tiềm thức của mình biết cách bảo vệ cái tiềm thức của mình ghê lắm, không cho nó xem những cái drama, những cái clip, những cái tin không có, những cái tin mà tin tin giật gân rồi đó, không cho nghe, không cho thấy và không có cho nhìn những cái tin tức, những cái hình ảnh, những cái sự kiện mà nó không có tích cực đó. Mình chủ động tránh luôn và Lý cũng không nhìn ra bên ngoài nữa, mình không quan tâm là người này người kia nói mình sao, đánh giá mình sao luôn, vì mình biết rằng cuộc đời của mình là do mình ra quyết định, do chính cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái hành động, cái lời nói của mình tạo thành, chứ không phải ai khen cái là khen cái cuộc đời mình tốt lên, hay là ai chê một cái là cuộc đời mình nó không tốt đi, không phải đâu ạ. Nên là cái nên là việc mà mình canh giữ cái cảm xúc của mình á, nó hướng đến cái điều tích cực thì mình phát triển, là mình phải phải có đủ cái thời gian mình tập trung rồi, nên là mình không có tập trung vào những cái điều khác nữa, và cuộc đời của mình là do mình làm chủ, mình tạo thành nên cái việc của mình là mình chỉ tập trung vào chính mình để mình có thể canh gác mọi cái suy nghĩ, mọi cái cảm xúc, mọi cái lời nói, hành động của mình để kiến tạo nên cái cuộc đời của mình. Nên nếu như cuộc sống của anh chị mà nó đang có những điều không tích cực á, thì bây giờ mình hãy mình phải làm sao, thì mình phải tìm kiếm những cái điều mà mình cảm thấy biết ơn trong cái tình huống tích cực, và có hai cái lựa chọn, một là cái cảm xúc tích cực và hai là cảm xúc không tích cực. Và khi cái cảm xúc mà là cảm xúc tích cực đó là cảm xúc mà mình yêu thương, mình biết ơn, mình bên trong của mình cảm thấy đủ đầy vui vẻ và hạnh phúc, là những cái sự kiện đó, là những cái sự kiện đó nó sẽ thu hút đến với mình, thông qua lực hấp dẫn sẽ thu hút đến với mình những cái cơ hội, những cái nguồn lực. Còn nếu như những cái điều không tích cực á, thông qua lực hấp dẫn thì nó sẽ bị đẩy đi, vì nó không giống như là mình, và những cái điều tốt đẹp thì mình sẽ hút đến với cuộc đời của mình. Và đây là chính là cái cách mà chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của mình nhẹ nhàng nhất. Nên dù cho các anh chị có đối xử với mình không tích cực, thì việc của mình là hãy giữ cho cái tâm mình yêu thương, biết ơn, thì tự động con người sự kiện đó nó sẽ bị tách ra. Và trước đây thì có một chị đồng nghiệp hay chia một chị đó đồng nghiệp cũ của Lý cũng hay chia sẻ Lý rằng là chị toàn nói những cái điều không tốt về chị thôi, thì giờ chị phải làm sao? Chị chẳng có làm sao cả, chị chỉ tập trung thay đổi mình, tập trung vào yêu thương, tập trung vào biết ơn, thì có thể là người xung quanh anh chị tự thay đổi theo cái sự thay đổi của chị, hoặc là những cái người mà không tích cực đó, họ sẽ tự động bị đẩy ra, bị đẩy. Thì có người đó là những cái người mà không tích cực mà ở gần mình, còn những cái người đó là mình lúc đầu là mình không có những cái mối quan hệ tốt đẹp với người đó, thì mình quay lại mình biết ơn người đó, thì tự động là người đó sẽ bị đẩy đẩy sang cái phòng khác và chỗ khác làm việc luôn á. Và chị ấy cũng sau khi ứng dụng 2 tuần thôi thì khoe với Lý là trời ơi sao mà hay quá vậy. Đó là khi mà các anh chị ứng dụng cái lòng biết ơn, mà đối với đồng nghiệp của mình cũng vậy, thì tự nhiên cái người không tốt là họ bị đẩy ra, chứ mình không cần phải ngồi mà mình đau đầu mình ngủ nghĩ cái chiêu trò này chiêu trò nọ đối với người này đối với người kia, tốn thời gian thôi, mà quan trọng là nó không có kết quả gì, và cái tâm mình nó cũng không an nữa. Nên giờ mình chỉ cần mình tập trung vào những cái điều tốt đẹp tích cực thì nó rất nhàn nhã luôn anh chị. Nên là khi anh chị sống đúng theo cái quy luật vũ trụ thì nó nhàn lắm, mình hiểu cái gốc rễ là mình tập trung vào chính mình thôi, mình tập trung vào chính mình thì nó rất là nhàn luôn. Còn ai như thế nào thì kệ họ, họ suy nghĩ cảm xúc hành động như thế nào thì họ sẽ thu hút những cái điều như thế đến với họ, và họ nhận chứ có liên quan gì đến mình đâu. Nên việc của mình chỉ là mình tập trung vào những cái điều tốt, những cái điều tốt cho mình. Nên khi mình gặp những cái con người không tích cực đó thì mình
mình còn thương họ nữa. Vì nếu mà họ cứ tiếp tục như vậy á, thì cuộc sống của họ càng nhiều điều không tích cực hơn. Và chúng ta có thể nhìn thấy không ai mà nói những cái điều tốt đẹp và những cái điều mà không tốt đẹp, không tích cực mà chê bai người khác mà cuộc sống của họ tốt đẹp cả. Đúng không ạ? À? Nên trước đây nhiều lúc á là nghe thấy chê ai chê bai người này người kia thì mình còn cuồng vào thêm mắm thêm muối, nhưng mà từ khi mà Lý biết đến lòng biết ơn thì cái điều đó là mình nghe ai nói đó là mình tránh xa, mình chỉ huấn mình nói những cái lời tích cực một chiều, không phải tự nhiên nó ra đâu các anh chị. Đây là mình cần phải huấn luyện, mình cần phải rèn á, và mình cần phải rèn, đó là cái thói quen mới, là mình phải ý thức, mình cần phải lặp đi lặp lại. Nên là mình tự biết là cái hành động, cái suy nghĩ của mình đó, nó sẽ tạo ra cái kết quả gì. Như cái kiểu đi xem bói anh chị, mình tự biết chính mình tạo ra cái cuộc sống của mình tự viết nên cái câu chuyện cuộc đời của mình luôn. Mình có bói đó thì được cho người khác không? Đó bây giờ là mình nhìn mình có thể bói được luôn cho người khác luôn. Và mình nhìn vào một người mà thường xuyên không có tích cực đó, thì cuộc sống của họ có tích cực được không ạ? À? Còn một người mà họ luôn vui vẻ hạnh phúc, họ cứ ước mơ mục tiêu, họ sẵn sàng thay đổi, họ hành động, họ có một cái tâm sáng, thì mình biết rằng là cái người này chắc chắn là họ sẽ rất là thành công. Vậy thì chúng ta sẽ có cái cách mà giúp cho thoát khỏi tình huống không tích cực. Đó là tác giả chia sẻ. Ví dụ như mà vấn đề có thể là bạn vừa mất việc và dù đã cố hết sức nhưng mà bạn vẫn thất nghiệp. Và để cải thiện cái tình trạng này á, thì một cách kỳ diệu bạn phải tập trung thực thi lòng biết ơn đối với tình huống này. Và dưới đây là một số ví dụ bạn có thể nói. Ví dụ là tôi biết ơn vì tôi. Ví dụ mà mới bị có nhiều người bị mới bị mất việc thì mình có thể ghi là tôi biết ơn vì có nhiều thời gian hơn cho gia đình trong thời gian này. Tôi biết ơn vì cuộc sống của mình ổn định vì có nhiều thời gian để sắp xếp. Là tôi biết ơn vì đã có việc làm trong phần lớn thời gian và tôi có nhiều kinh nghiệm. Và tôi thật sự biết ơn vì đây là lần đầu tiên tôi bị thất nghiệp. Và cái kết quả của sự biết ơn này đó là người thất nghiệp ấy sẽ thu hút nhiều cái tình huống khác nhau và hoàn cảnh hiện tại của họ sẽ được cải thiện một cách nhiệm màu. Sức mạnh của lòng biết ơn mạnh mẽ hơn bất cứ tình huống tiêu cực nào và nó có vô vàn cách để cải thiện tình huống tiêu cực đó. Tất cả những gì bạn cần làm là thực thi lòng biết ơn và tận hưởng phép màu khi nó xảy ra. Và mình hãy viết ít nhất là 10 điều biết ơn cho cái sự kiện đó. Để làm gì ạ? À? Để mình thay đổi được cái cảm xúc. Mình thay đổi cảm xúc. Khi cảm xúc mình thay đổi thì cuộc đời mình thay đổi. Giờ là một tập trung vào cái điều gì mình không mong muốn đó, là mình không có vui và mình càng thu hút nhiều cái điều mà không tích cực hơn nữa, và cái sự kiện đó không hề thay đổi. Nên thay vì mình không tích cực thì mình hãy tích cực đi để mình có được những cái nguồn năng lượng, cái cơ hội mới, cái nguồn lực mới đến với cuộc sống của mình anh chị nhé. Và khi mình biết cách chuyển hóa cái cảm xúc của mình á, là mình biết cách chuyển là mình chuyển hóa cái cảm xúc, thì từ cái việc mà anh chị chuyển hóa những cái suy nghĩ của mình mỗi ngày là mình không thể nào mình giao cái cuộc sống của mình cho một ai khác. Mình phải học cái cách tự chuyển hóa suy nghĩ cảm xúc của mình lên cái tích cực. Cái việc là làm và điều này nó giúp cho cái cuộc sống, giúp cho mình thay đổi cái cảm xúc. Thì từ cái việc mình tập trung điều không tích cực sang tập trung vào những cái điều tích cực. Và khi đó bên trong của anh chị tập trung lòng biết ơn, bắt đầu nó sẽ bình an hơn, hạnh phúc hơn, đủ đầy hơn. Và thông qua luật hấp dẫn thì nó sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp, những cái điều tuyệt vời đến cuộc sống của các anh chị. Và một câu nói truyền cảm hứng của thầy Jim Rohn là hãy học cách biết ơn những thứ mình đang có trong khi theo đuổi những gì mình mơ ước. Ví dụ anh chị đang ngồi xem cái video của Lý là anh chị đang cũng đang rất là may mắn hạnh phúc vì mình có một nơi để ngồi,
để phát triển, còn một số người còn đang phải làm ở ngoài đường bởi vì họ đã không biết ơn cái cuộc sống của họ. Hiện tại anh chị có tiền bạc để các anh chị trang trải trong cái cuộc sống của mình, còn thì anh chị còn rất là nhiều người đang ở ngoài kia, đang ở ngoài ngã tư, họ không có khả năng tạo ra thu nhập. Nên là hãy biết ơn những gì mình đang có để làm già, để bên trong cảm xúc của mình nó hạnh phúc, nó nằm ở hiện tại được, thì từ đó mới thu hút những cái nguồn lực đến giúp cho các anh chị thực hiện đạt được cái mục tiêu của mình một cách dễ dàng. Và Lý biết rằng ai trong chúng ta cũng đều có những cái mơ ước, nhưng mình có quyền lựa chọn cho mình cái hành trình thực hiện biết ơn. Lúc nào mình cũng không hài lòng, không biết ơn. Nào là tiền mình chưa đủ nhiều, nhà của mình thì chưa đủ to, xe thì chưa đẹp, mình thì chưa giỏi, chưa đủ may mắn, và cái điều nó không có giúp cho mình mà còn thu hút thêm những cái điều không tích cực nữa. Nên là anh chị hãy lựa chọn cái hành trình, anh chị hãy thực hiện cái mục tiêu, mình luôn ở trạng thái yêu thương biết ơn, hạnh phúc ngay cái thời điểm hiện tại luôn. Một số anh chị nói rằng khi nào có tiền, khi nào tôi có nhà tôi mới hạnh phúc. Làm sao anh chị biết được khi anh chị có điều đó anh chị mới hạnh phúc? Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là mục đích đến. Và giờ là anh chị mỗi ngày trên cái hành trình cuộc đời của mình á, anh chị hạnh phúc trong chốc lát khi mình dành cả cuộc đời thực hiện cái mục tiêu, và mình sẽ có được hạnh phúc trong chốc lát. Vậy anh chị chọn hạnh phúc cả đời hay là chị chọn hạnh phúc trong chốc lát? Mà hạnh phúc trong chốc lát là mình thỏa mãn được cái mục tiêu xong rồi mình lại tiếp tục, xong rồi đây mình cứ rơi vào cái trạng thái là không tích cực. Đó là hạnh hạnh phúc là một hành trình mà mình cần phải nuôi dưỡng cái hạt giống hạnh phúc mỗi ngày. Cái hạt giống và hạt giống của mình phải cần phải nuôi dưỡng, tưới tẩm thì nó mới ra hoa, nó mới kết quả được, đúng không ạ? Vậy hạnh phúc cũng vậy, khi các anh chị thực hành thì các anh chị sẽ cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày, thì anh chị đang tưới tẩm mỗi ngày cho cái hạt giống hạnh phúc, thì mỗi ngày nó sẽ lớn dần lên, nó sẽ lớn dần lên, là nó được tương tác, nó được chăm sóc mỗi ngày thì nó sẽ lớn lên. Và khi các anh chị càng nhiều tiền thì cái cây hạnh phúc của các anh chị nó càng lớn hơn nữa. Tiền bạc thì nó không làm thay đổi bản chất của con người, mà nó chỉ phóng đại những cái gì mà bên trong các anh chị đang có mà thôi. Nên nếu như bên trong anh chị nuôi dưỡng cái cảm xúc không vui, không hài lòng, thì khi các anh chị càng nhiều tiền thì cái hạt giống không vui, không hạnh phúc của các anh chị nó sẽ càng lớn lên. Còn nếu như bây giờ các anh chị nuôi dưỡng cái cảm xúc hạnh phúc bằng cách thực hành mỗi ngày, thì sau này anh chị càng nhiều tiền thì anh chị càng hạnh phúc hơn. Khi các anh chị ở ngôi nhà to hơn thì các anh chị sẽ hạnh phúc hơn, và cái hạt giống phải được nuôi dưỡng bắt đầu ở ngay cái thời điểm hiện tại. Thì trong cái quyển Sức mạnh tiềm thức có lời hấp dẫn, họ có ghi là hãy sống như thể mình đã trở thành cái con người mình mong muốn trở thành. Nếu anh chị đã biết được cái con người trong tương lai của mình muốn trở thành như thế nào, họ có đức tính gì, thói quen gì, niềm tin gì, thì ngay cái thời điểm này mình phải sống như thể có đủ cái tố chất thói quen của một cái người đã đạt được cái điều đó, đã trở thành cái người đó rồi thì anh chị mới đạt được. Thì đó là những cái hạt giống về cái con người mà anh chị mong muốn, nó đã nằm sẵn ở bên trong tiềm thức của anh chị. Vì vậy việc của anh chị là phải nuôi dưỡng hạt giống đó mỗi ngày thì nó mới lớn lên được. Vì trong cái khu vườn tiềm thức của anh chị có thể nuôi dưỡng bất kỳ hạt giống nào anh chị mong muốn. Và anh chị hãy liệt kê ra những cái điều mà anh chị mong muốn về cái kết quả này. Mong muốn cái kết quả gì ở trong tương lai thì bây giờ mình phải gieo hạt, chăm sóc thì mình mới có cái quả đó trong tương lai. Còn giờ mà mình không làm, mình cứ chờ cái quả ngọt đó nó tự đến thì nó làm gì có, đúng không ạ? Nên cái việc của mình bây giờ là sống như thể là đã trở thành cái con người mà mình muốn trở thành rồi. Và mỗi ngày mình phải thực hành trên những cái đức tính mà anh chị đã ghi ra. Khi mình thực hành có nghĩa là mình đang tưới tẩm, mình đang nuôi dưỡng, mình đang chăm sóc. Còn mình không thực hành thì làm sao ạ? À? Nó giống như là cái hạt giống mà anh chị để trên bàn. Cho dù cái hạt giống tốt nhưng mà các anh chị để trên bàn thì cái hạt giống đó nó có nảy mầm không ạ? À? Khi các anh chị tham gia câu lạc bộ thì anh chị sẽ được biết anh chị để thành công thì mình cần phải có hạt giống thành công. Câu lạc bộ đang trao cho các anh chị cái hạt giống
Nhưng bây giờ mình nhận cái hạt giống xong rồi, cái mình để trên bàn hoặc là mình để gieo ở trên sàn nhà, mình không gieo xuống đất, mình không chăm sóc, mình không tưới tẩm thì làm sao nó nảy mầm được, đúng không ạ? À? Nên việc của mình là có được cái hạt giống rồi thì mình cần phải thực hành mỗi ngày, mình cần phải chăm sóc mỗi ngày, sống như thể đã đạt được rồi, và anh chị trở thành cái con người mà anh chị mong muốn trở thành, từ suy nghĩ, lời nói, hành động thông qua cơ thể của mình. Anh chị tưởng tượng xem mình trở thành con người mình mong muốn trong tương lai thì lúc đó mình có cái dáng đi như thế nào, mình ăn mặc như thế nào, từng cái hành động, từng cái lời nói của mình như thế nào. Và khi anh chị đã tưởng tượng được rồi thì anh chị hãy viết xuống và thấy con người của mình muốn trở thành rồi thì mình thực hành mỗi ngày, mình sống như thể mình đã trở thành cái con người đó mỗi ngày, thì mỗi ngày nó lớn hơn, nó lớn hơn cho đến khi nó ra qua kết quả. Thì đây mới gọi là ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức. Còn nếu mà anh chị mong muốn trở thành một người thành công và giàu có mà tối ngày anh chị cứ than, tối ngày anh chị cứ nuôi dưỡng hạt giống là mình không mong muốn rồi mình bắt nó ra cái quả ngọt thì sao ạ? À? Thì có được không ạ? À? Và từ khi anh chị tham gia câu lạc bộ, như là anh chị nào đã tham gia câu lạc bộ thì mình cũng đã biết được là mình mong muốn trở thành ai, mong muốn mình có thể làm được điều gì, thì điều đó mỗi ngày là mình cần phải rèn luyện, phải huấn mình sống như thể đã đạt được rồi, mình đã trở thành cái con người mình muốn trở thành. Mình phải luyện mình từ hành động, từ dáng đi, từ cách nói chuyện. Và các anh chị cứ tưởng tượng, nếu ngay lúc này, ngay bây giờ anh chị đã đạt được hết cái mục tiêu trong cái cuộc đời của mình thì lúc đó anh chị sẽ ngồi sao? Anh chị sẽ ăn mặc như thế nào? Phong cách ra sao? Và ví dụ như anh chị đang trở thành 1 triệu phú đô la thì cái người triệu phú đó sức khỏe như thế nào? Mối quan hệ xung quanh ra sao? Và có phải là mình đang rất là phong độ không ạ? À? Xinh đẹp, sang trọng, khỏe mạnh, hạnh phúc luôn đúng không ạ? À? Thì lúc đó mình ngồi sao, mình tưởng tượng xem, và anh chị hãy thử ngồi xem anh chị đã đạt được mọi ước mơ của mình rồi, anh chị ngồi ngồi như thế nào, có khác không ạ? À? Ngồi thẳng, tự tin, tự hào, hãnh diện đúng không ạ? À? Nên là mình cần phải nuôi dưỡng cái dáng ngồi nha, nuôi dưỡng cái dáng ngồi mỗi ngày. Anh chị cứ thử xem mình, chỉ cần cái dáng ngồi mình khác đi thì anh chị cũng sẽ khác đi, và suy nghĩ, cảm xúc, hành động. Các anh chị vừa thay đổi suy nghĩ, vừa thay đổi cảm xúc thì nó sẽ khác ngay, và cách ngồi cũng khác liền đúng không ạ? À? Và các anh chị có thấy hay không ạ? À? Vậy thì mình bảo với tiềm thức của mình đó, là khi mà mình ứng dụng sức mạnh tiềm thức là mình cần phải tin, mình tin như thế nào thì cơ thể của mình hành động y chang như vậy, và tiềm thức hành hoạt động theo cái niềm tin. Mình nói với tiềm thức của mình rằng là tôi là người thành công, xong lúc nào cũng ngồi không cái lưng, không cái lưng u sầu. Người thành công mà có cái dáng ngồi gì thế, thế gì người thành công mà ngồi cái kiểu dáng gì mà lạ thế. Xong á thì nhiều nhiều anh chị á thì học á thì cái mắt lim dim, và theo như anh chị giữa lời nói và hành động mâu thuẫn với nhau thì tiềm thức sẽ làm cái gì? Tiềm thức sẽ làm theo cái gì, làm theo những cái gì anh chị tin? Vậy thì điều gì anh chị tin? Ta nói thì tiềm thức nó hay lắm, tiềm thức sẽ làm theo những cái gì mà anh chị tin thôi. Vậy thì các anh chị mình kiểu mình ngồi mình thụt cái người, mình ngồi mình khum cái lưng thì tiềm thức mình sẽ tin hay là tin đúng theo cái cơ thể của mình luôn ạ? Tiềm thức nó tinh vi lắm anh chị, không ai thành công mà ngồi ủ rũ cả, chỉ không có tiền bế tắc thì mới có cái kiểu ngồi đó đúng không ạ? À? Nên là tiềm thức nó biết ngay, cái miệng mình nói là tôi là người thành công nhưng cái dáng ngồi kiểu ủ rũ suy nghĩ, thì tiềm thức nó chỉ hiểu đúng theo những cái gì mà bên trong các anh chị suy nghĩ thôi, anh chị cảm nhận thôi. Vậy ứng dụng sức mạnh tiềm thức và lực hấp dẫn là mình sống như thể đã đạt được rồi, nên là nhiều anh chị nói rằng á chị cũng ứng dụng đó mà chẳng tạo ra được kết quả gì cả, thì tại vì các anh chị có nhất quán giữa ý thức và tiềm thức đâu. Nên là mình hãy nuôi dưỡng cái con người đó bằng cách sống như thể đã đạt được rồi, nên là hãy luyện từ cái dáng ngồi anh chị nha. Người khác chỉ cần nhìn vào cái dáng ngồi, cái lời nói của anh chị thôi là họ biết được bên trong của anh chị đang như thế nào,
Ví dụ như lâu lâu các anh chị đi gặp bạn bè mình đi uống cà phê đi, các anh chị nói với họ là tôi là người thành công, tôi thành công lắm, tôi hạnh phúc lắm, tôi vui lắm, nhưng mà nhìn vào cái gương mặt và cái dáng ngồi của anh chị cứ co ro hay là vò đầu bứt là trông không có tươm tất, thì các anh chị họ thấy là họ tin lời nói hay là họ tin vào cái hành động của anh chị, đúng không ạ? À? Mình chỉ tin vào những cái gì mà mình nhìn thấy thôi, đúng không ạ? Và tiềm thức cũng y chang như vậy. Anh chị nói với tiềm thức rằng tôi là người thành công, nhưng những cái hành động, những cái suy nghĩ của anh chị nói không làm, bảo là thành công nhưng mà tối ngày thì mãi đi chơi, mãi ngủ, mãi lướt mạng, suy nghĩ tiêu cực, thì tiềm thức của anh chị có tin vào cái lời của anh chị không? Mà tiềm thức chỉ nghe theo mà những gì trong đầu anh chị suy nghĩ thôi, và thông qua hành động của anh chị nên trong đầu anh chị có gì thì nó sẽ xảy ra cái đó. Và nên khi anh chị có cái lòng biết ơn, tập trung vào lòng biết ơn, yêu thương, thì nó bắt đầu thay đổi cái tần số cảm xúc của mình. Cảm xúc của các anh chị thay đổi thì bắt đầu cái hành động bên ngoài của anh chị cũng thay đổi. Thay vì trước đó tập trung vào những cái điều không tích cực thì lời nói, hành động của mình nó không có dễ ưa tí nào. Nhưng khi suy nghĩ, anh chị tập trung vào những điều tích cực thì lập tức cảm xúc của anh chị cũng thay đổi và hành động nó cũng thay đổi, đúng không ạ? À? Giống như là chỉ cần anh chị thay đổi cái dáng ngồi thôi, ngồi thẳng lưng thôi là cảm xúc mình nó thay đổi ngay lập tức luôn. Anh chị biết rằng khi anh chị tập trung vào cái điều biết ơn á, yêu thương á, thì ánh mắt của anh chị nó dễ mến, ai nhìn cũng mến, lời nói cùng hành động của mình cũng tử tế, là bên trong anh chị vui vẻ hạnh phúc á, thì nó cũng thể hiện ra cái ra bên ngoài. Và đây là lời mà mình nhìn thấy rõ luôn là khi mà mình ứng dụng và bên trong của anh chị nó thay đổi thì cái tình huống phép màu nó sẽ bắt đầu xuất hiện, và các điều tốt đẹp hay là những cái sự kiện con người tốt đẹp thu hút đến với các anh chị, và những cái gì mà không tích cực, không tốt đẹp thì nó sẽ tự động bị đẩy đẩy ra xa. Và đây là cái phương pháp thực hành ngày hôm nay, cánh cửa thoát khỏi cái sự tiêu cực, đó là tập trung vào những điều không tốt đẹp, cách là chúng ta biết ơn, mình biết ơn thì nó sẽ sinh ra cái tình cảm, tình yêu thương. Quên sạc nó tắt đi. Và anh chị, và trong sách đó thì tác giả cũng chia sẻ là nói là mình không hài lòng với bố của mình thì mình hãy viết ít nhất là 10 điều biết ơn về mối quan hệ với bố. Ví dụ là người con cảm thấy dù anh ta làm gì thì người cha cũng không hài lòng, và bây giờ thì biết lòng biết ơn với bố 10 điều. Ví dụ như là tôi biết ơn vì phần lớn những mối quan hệ trong cuộc sống của tôi đều tốt đẹp. Tôi biết ơn cha mình vì đã làm việc vất vả để cho tôi ăn học. Ba là tôi biết ơn cha mình vì ông đã bảo bọc cho gia đình trong suốt thời thơ ấu của tôi, bởi vì tôi không hề biết ông đã làm việc vất vả và chi tiêu cho gia đình nhiều như thế nào. Tôi biết ơn vì cha đã đưa tôi đi chơi bóng chày vào mỗi buổi tối, mỗi buổi thứ bảy. Tôi biết ơn cha vì gần đây ông không quá nghiêm khắc với tôi trong quá khứ. Tôi biết ơn vì nhờ mối quan hệ với cha tôi có được sự đồng cảm và thấu hiểu hơn với con của mình. Tôi biết ơn cha vì đã cho tôi hiểu rằng sự động viên là rất quan trọng trong việc nuôi dạy con cái trở nên vui vẻ và tự tin. Và anh chị sẽ ghi ít nhất là 10 điều biết ơn của mình. Anh chị thực hành điều này, anh chị sẽ thấy tự động mối quan hệ giữa cha con được hòa hợp. Và các anh chị có thể ứng dụng điều này với tất cả các mối quan hệ. Các anh chị hãy ngồi xuống ghi ít nhất 10 điều biết ơn về những cái mối quan hệ. Và hãy để trái tim của mình có cảm xúc thật sự, để bên trong của mình có được cái tần số rung động. Thì chắc chắn rồi, đúng không ạ? Các anh chị cảm nhận được cái tần số rung động của mình, và khi các anh chị cảm nhận được cái tần số rung động của mình thì nó sẽ đi đến chính xác cái người mà anh chị biết ơn luôn. Nên quan trọng á là
cái tần số rung động, chứ không phải là mình viết cho có. Và giờ viết mà chẳng có tần số rung động, chẳng có cảm xúc gì thì nó không có tác dụng gì ha các anh chị. Và khi các anh chị viết với cái tần số rung động thì các anh chị mới truyền đến được cái người cần. Có thể là anh chị đang ngồi đây, nhưng cái tần số rung động này nó sẽ chạm đến trực tiếp cái tiềm thức cái người mà anh chị gửi gắm luôn. Và tự nhiên nó cũng nhớ về những cái điều tốt đẹp mà anh chị đã làm. Và họ cũng tự nhiên biết ơn anh chị. Và anh chị nhắc nhở rằng anh chị cho đi cái gì thì anh chị sẽ nhận lại cái đó. Anh chị cho đi yêu thương biết ơn thì tự dưng cái người bên kia họ cũng bắt đầu nghĩ về những cái điều tốt đẹp mà anh chị đã làm cho họ, và họ cũng bắt đầu yêu thương biết ơn. Thế là mối quan hệ tốt đẹp. Hay lắm anh chị. Có nhiều thứ là mình không nhìn thấy nhưng nó đang vẫn đang tồn tại, giống như là cái sóng wifi này nè, sóng điện thoại nè, sóng radio nè. Chúng ta không nhìn thấy nhưng mà nó vẫn đang hoạt động, có đúng không ạ? À? Có những thứ đó nó hoạt động rất là mạnh mẽ trong vũ trụ của chúng ta luôn. Việc của chúng ta là sao ạ? À? Là hãy là học, là hãy học những cái quy luật của vũ trụ, và mình hãy tận dụng được những cái nguồn lực của vũ trụ để mình đạt được cái mục tiêu của mình nó dễ dàng và nhanh chóng. Và khi tham gia một câu lạc bộ quản lý được làm những cái quy trình, thông qua cái quy trình mà được giác ngộ của quy luật vũ trụ chính trên cái cơ thể của mình, thì anh chị sẽ biết tận dụng các quy luật của vũ trụ vào trong cuộc sống của mình. Mình sống làm sao để mình thuận theo cái dòng nước, để dòng nước nó đẩy mình đi rất là nhanh, rất là xa, mà mình rất là nhàn nhã thảnh thơi. Còn giờ các anh chị tưởng tượng các anh chị đang ngồi trên chiếc thuyền mà mình đi ngược dòng nước thì mình sẽ rất là vất vả mình để mình chèo thuyền, đúng không ạ? À? Còn mình đi thuận theo dòng nước thì sao ạ? À? Thì anh chị sẽ được đẩy đi rất là nhẹ nhàng duyên dáng. Nên trong cuộc sống này anh chị phải thấu hiểu và hãy thuận theo được những cái quy luật tự nhiên của vũ trụ thì cuộc đời nó nhẹ nhàng dễ dàng và duyên dáng hơn. Khi anh chị hiểu được cái quy luật vũ trụ rồi thì anh chị sẽ biết được là cái biết cách ra quyết định. Khi có một cái sự vật sự việc đến anh chị, nó sẽ thuận theo cái quy luật tự nhiên để giúp cho mình có thể đạt được những cái điều mà mình mong muốn một cách tốt nhất. Anh chị biết cách chăm, biết cách sử dụng cái sức mạnh tiềm thức bên trong của mình. Quan trọng là mình sống làm sao để vũ trụ hậu thuẫn cho mình, để mình biến mọi mong muốn của mình trở thành sự thật. Và khi anh chị mình học Zoom cùng với câu lạc bộ trực tiếp á, thì các anh chị sẽ được hưởng cái trường năng lượng cực lớn từ những cái người thành công, những cái người cùng khao khát cùng tần số ở cái năng lượng cao nhất. Nên anh chị thấy à, học thì sẽ rất là năng lượng. Khi năng lượng thì anh chị sẽ thấy là mình học đến đâu là mình thấm đến đó, dễ dàng mình ứng dụng, dễ dàng thành công. Nên đó là lý do tại sao nhiều anh chị bảo chị cũng học cùng với em qua kênh của em đó, nhưng mà chị ứng dụng chưa có kết quả. Bởi vì học kênh, học qua kênh như là kênh này, kênh kia, kênh các kênh mạng xã hội thì nó cũng rất là tuyệt vời. Nhưng anh chị nào mà muốn năng lượng hơn, muốn nhanh hơn, muốn có kết quả nhanh hơn thì anh chị hãy tham gia nhóm học tập cùng với Lý nha. Và khi các anh chị ở trong nhóm học tập cùng với Lý thì mới Lý biết các anh chị, thì anh chị Lý mới hỗ trợ cho các anh chị được, hướng dẫn cho các anh chị ứng dụng hàng ngày được. Nên anh chị thấy rất là nhiều người họ thành công bởi vì họ nắm rõ cái quy luật vũ trụ, họ thuận theo quy luật của vũ trụ. Hay là chiếc máy bay để bay lên được bầu trời á, như là một khối sắt khổng lồ, đúng không các anh chị? Mà nó bay lên được thì các nhà khoa học, những cái nhà phát minh họ cũng phải là nghiên cứu rất là kỹ những cái quy luật của vũ trụ, quy luật của tự nhiên để thuận theo, để vũ trụ nâng đỡ mình lên thì có thể là đưa máy bay cất cánh được. Nên nếu là từ trước tới giờ mình chỉ biết đi học, đi làm, quay cuồng với cái cuộc sống, anh chị chưa biết đến cái quy luật của vũ trụ, chưa biết sức mạnh bên trong của mình, thì anh chị hãy tham gia học tập đầy đủ cùng với Lý và câu lạc bộ để khám phá cái quy luật mỗi ngày anh chị nhé. Chứ anh chị mò mấy chục năm nay rồi mà mình thấy cái cuộc sống mình chưa có thuận lợi, nó chưa có đạt, nó vẫn đầy cái nỗi lo lắng, thì anh chị hiểu rằng có cái điều gì đó mà mình chưa có biết. Nên mình hãy cho phép mình học tập, cho phép mình phát triển theo những cái người thành công. Họ đã nắm được cái công thức, cái bí kíp, cái kiến thức giúp cho họ thành công. Thì việc của mình là sao? Việc của mình chỉ là học theo họ. Người thành công
học theo người thành công và thành công luôn, được không ạ? À? Nên nếu như hôm nay anh chị nào đang xem cái livestream của Lý mà thấy những cái kiến thức này hay, giá trị, mong muốn có mục tiêu để học tập, để rèn luyện á, hay là mong muốn có một cái môi trường để mình rèn luyện, thì ngay bây giờ hãy liên hệ với Lý, hãy nhắn tin hoặc là comment lại để được tham gia trong nhóm học tập cùng với Lý. Và đây là cái nhóm học tập chia sẻ là hoàn toàn miễn phí. Nhân chị nào mà chúng ta thật sự nghiêm túc, khát khao thành công thì chúng ta hãy cùng tham gia nhé. Và khi tham gia học tập cùng câu lạc bộ, anh chị sẽ thấy mình được rèn luyện, phá bỏ những cái thói quen trì hoãn. Chính cái thói quen trì hoãn này là cái thói quen là không giúp cho chúng ta thành công. Thì anh chị nhìn lại xem cuộc đời của mình đã bao nhiêu lần trì hoãn rồi, đúng không? Nên anh chị hãy hành động thì sẽ có những cái kết quả đến với các anh chị. Còn anh chị không hành động thì chẳng có gì xảy ra cả, đúng không ạ? À? Lý do nhiều anh chị nói rằng mình rất khao khát, mình cũng có mục tiêu, mà tại sao là mình không đạt được mục tiêu? Lý chia sẻ anh chị có lý do hết. Đó là vì cái thói quen trì hoãn, không nắm bắt và không hành động, nên chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lý chia sẻ cho anh chị rằng khi bên trong anh chị mong muốn khao khát cháy bỏng thì ngay lập tức vũ trụ sẽ mang đến một nguồn lực. Quan trọng là anh chị có nắm bắt cái nguồn lực đó hay không, hay là mình lại tiếp tục cái thói quen trì hoãn. Mình nghĩ là mình không biết, không có làm được, chắc mình không làm được đâu, thôi khỏi luôn đi, và mình bỏ qua rất là nhiều cơ hội. Anh chị giữ nguyên cái thói quen cái như vậy thì cái kết quả cũ, không phải là vũ trụ không hậu thuẫn cho các anh chị đâu, nhưng đừng có đổ oan cho vũ trụ như vậy. Tại sao? Tôi mong muốn nhiều lắm mà không ai giúp đỡ tôi. Không phải đâu, mà vũ trụ luôn mang đến cho anh chị cơ hội, nguồn lực. Như anh chị không nắm bắt, anh chị trì hoãn, không làm gì cả. Không làm gì cả thì sao ạ? À? Khi anh chị tác động lên một lực thì anh chị sẽ nhận lại cái sự phản hồi của một lực. Khi anh chị không làm gì cả thì chẳng có lực nào đến với anh chị cả. Nên là hãy rèn luyện, loại bỏ cái thói quen trì hoãn. Người thành công thì họ luôn nắm bắt cái cơ hội. Chỉ cần họ thấy một tia sáng nào đó là họ nắm bắt ngay lập tức và nhanh chóng thành công luôn. Nên là trong câu lạc bộ, anh chị nào mà chạm đến được những cái kiến thức tuyệt vời là họ nắm ngay, họ tập trung, họ học tập và họ ứng dụng ngay. Vì Lý biết rằng là có rất là nhiều người khao khát thì họ sẵn sàng thay đổi hành động mạnh mẽ. Và hôm nay thì chúng ta bắt đầu thực hành là 10, viết ra 10 điều biết ơn. Và anh chị hãy viết theo cái cấu trúc như thế này nhé: tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn điều gì đó, rồi biết ơn điều gì đó, xong rồi cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì đã cho tôi giải pháp hoàn hảo. Và khi mình làm được thì mình làm được cái điều mình làm được thì mình quay sang cái trạng thái biết ơn, là tự nhiên mình dễ thương liền, mình sửa được. Thay vì trước kia là mình không tích cực, mình thế này mình thế kia, nhưng giờ mình quay ra mình biết ơn, mình hạnh phúc, mình vui vẻ, thì từ cái ánh mắt, cử chỉ, hành động, lời nói. Và cái này mình phải nuôi dưỡng, mình cần phải nuôi dưỡng mỗi ngày anh chị nha. Và bí kíp là mình phải ghi ra và dán khắp cả nhà, khắp, bởi vì đôi khi mình không có nhớ thực hành. Mình cần phải phải luyện, mình cần phải rèn cái thói quen này cho nó trở thành cái lối sống của mình. Thì khi mà mình thực hành mới thì nó dễ quên, là nên là mình cần phải nhắc nhở mình cần phải liên tục ám thị mình mỗi ngày. Nên là hôm nay thì anh chị hãy thực hành lòng biết ơn luôn nha. Và mình có thể là trước khi đi ngủ mình ghi ra 10 điều biết ơn. Và nếu mà anh chị nào vào trong nhóm học tập cùng với Lý thì sẽ được hướng dẫn cái cách hàng vũ trụ cho ngày hôm sau luôn. Mình thực hành lòng biết ơn xong rồi mình đặt hàng vũ trụ. Và mình mong muốn điều gì thì mình ghi ra và mình ứng dụng luật hấp dẫn sẽ giúp cho mình dễ dàng đạt được cái mục tiêu.
Và ngày mai thì cũng sẽ đến cái chương tiếp theo là gia vị nhiệm màu. Thì bao nhiêu anh chị ở đây, chúng ta mỗi ngày chúng ta chưa có biết cái cách mà biết ơn những cái thức ăn mà chúng ta ăn, và cái cách biết ơn như thế nào để giúp cho chúng ta ăn mà chúng ta khỏe, mà chúng ta trẻ và đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Thì ngày mai Lý sẽ chia sẻ và phân tích cho các anh chị em nhà mình nha. Rồi, thank you, I love you hôm nay. Wow. Chưa Không hả? Sao mẹ nói gì vậy? chưa tắt chưa nói nghe, chưa nãy giờ mẹ quên tắt cái mic.